Xin chào tất cả bạn, tôi Khôi đây. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn hoán lẫn hóa quyền năm sinh ở cung Phu Thê. Trên thực tế, tính chất của các sao chẳng quan trọng hơn tác động của tứ hóa. Chúng ta thường thấy một số trường hợp có mệnh bàn khác nhau, nhưng những tình huống trong cuộc đời lại tương tự nhau. Có người là do tác động của các sao, có người lại do tác động của tứ hóa. Ví dụ như, cũng cùng là hội viên của hội sợ vợ, cung Phu Thê của ông A là thiên phủ có hỏa tinh đồng độ, là chủ về ông A kính trọng và phục tùng một nửa kia của mình. Còn ông B trong cung tử nữ có tử vi, là địa vị của ông ở trong nhà thấp hơn vợ quá nhiều. Còn hội trưởng của hội sợ vợ là ông C thì có liêm chinh tham nam hóa quyền ở cung Phu Thê. Là ông C trao quyền lực tối cao vô thượng cho vợ, cho nên cũng cùng là tôn trọng một nửa kia của mình, nhưng lại có vô số kiểu biểu thị trong mệnh bàn. Nói chung, hóa quyền ở cung Phu Thê về mặt tốt, hôn nhân sẽ mang lại địa vị xã hội nhờ sức ảnh hưởng trực tiếp của người phối ngẫu, còn được ngầm trợ giúp trong vô hình. Về khuyết điểm, hôn sự đến một cách đột ngột, mệnh tạo có tính xung động trong tình cảm, bị tiến xét ái tình. Sau khi kết hôn mới phát giác hai người có nhân sinh quan khác nhau. Người phối ngẫu là người có sở học chuyên môn khá bận rộn. Còn tại sao cuộc sống hôn nhân khó được mỹ mãn thì phải xem hóa quyền nhập vào sao nào. Vì vậy, thận trọng và chân quý là lời khuyên dành cho người có mệnh cách này. Dưới đây xin tóm tắt các ý tưởng cơ bản của trường hợp hóa quyền năm sinh ở cung Phu Thê như sau. 1. Giống như cung huynh đệ, luận đoán cung Phu Thê cũng phải dùng phương pháp so sánh người phối ngẫu với mệnh tạo. Trường hợp hóa quyền rơi vào cung Phu Thê, có thể biết người phối ngẫu tất sẽ có phi hơn mệnh tạo. Độ tích cực cũng cao hơn mệnh tạo. Trong cuộc sống hôn nhân, mệnh tạo xem người phối ngẫu là đầu tàu, quyết định lớn nhỏ trong nhà là do một nửa kia tính toán. 2. Hóa quyền còn đại biểu cho kỹ năng chuyên nghiệp và chức vụ chuyên môn. Cho nên phần nhiều người phối ngẫu là người có sở học tinh chuyên mà còn là người xuất chúng trong lĩnh vực của họ. Phần nhiều là ở cấp chủ quản trong cơ quan xí nghiệp. Nếu không được vậy thì cũng có một nghề sở trường. 3. Trường hợp hóa quyền ở cung Phu Thê là chủ về bản thân mệnh tạo rất mong có đối tượng hôn phối và theo đuổi cuộc sống hôn nhân. Vì vậy, mẫu người này bất luận thế nào cũng sẽ tìm được một nửa kia để chung sống. Nhưng vì hơi nóng lòng, thêm vào đó, hóa quyền còn có tượng mau lẹ, cho nên thường thường mệnh tạo đến hôn nhân rất nhanh chóng, dễ xảy ra kiểu kết hôn chớp nhoáng. 4. Trong trường hợp này, hóa quyền không phải ở ngã cung của mệnh tạo. Chủ về mệnh tạo ít có lực hành động, yếu tính thực tiễn, cũng vì hóa quyền ở cung Phu Thê, nên mệnh tạo sẽ kỳ vọng vào sự giúp đỡ của người phối ngẫu. Hóa quyền thuộc hỏa, vì vậy có tính không yên định. Kiểu kỳ vọng không thích đáng này cũng sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Muốn biết người phối ngẫu có nâng mệnh tạo lên hay không thì phải xem cung Phu Thê phi hóa thế nào. Tiếp theo trên, mệnh tạo vốn không có sức mạnh của hóa quyền. Vì hóa quyền ở cung Phu Thê, đây cũng có thể xem là sau khi kết hôn mới được hóa quyền.
ngầm báo hôn nhân có thể mang lại địa vị xã hội hay định vị cho cuộc đời của mệnh tạo. Ở đây không nói người phụ ngẫu có giúp được gì cho mệnh tạo, nhưng cuộc hôn nhân này vẫn khiến mệnh tạo có nhân sinh quan đúng đắn hơn và được nâng bản thân lên. Hoặc mệnh tạo bị buộc phải đối mặt với hiện thực, bắt buộc phải nỗ lực. 6. Vì bản chất của hóa quyền là hỏa nên ý tượng hướng lên, nâng lên. Hóa quyền là công phu thê, trước khi kết hôn, bất kể một nửa kia là ai, một khi đã kết hôn với mệnh tạo, đương nhiên sẽ phát sinh lực đạo hướng lên, nâng lên, họ sẽ có nhân sinh quan đi đúng hướng, địa vị xã hội cũng được nâng lên. Có thể nói mệnh tạo là phụ ấm của người phụ ngẫu. 7. Vì người phụ ngẫu muốn nâng năng lực của bản thân lên, khiêu chiến với giới hạn của chính mình, nên cũng sẽ thấy tình huống do công việc bận rộn mà hai người gần nhau ít mà xa nhau nhiều. Những cuộc trò chuyện trao đổi giữa vợ chồng vì vậy mà giảm đi, trở nên xấu đi. 8. Hóa quyền có tính chất biến động một cách mau lẹ. Tiếp theo ý của điều 3. Một khi mệnh tạo phát hiện đối tượng hôn phối của mình không như trong tưởng tượng, khó thành nhân tài, thì mệnh tạo ắt phải than thở. Lúc này nếu cung đức cũng không ổn định, thì mệnh tạo sẽ theo nguyên tắc bỏ yếu phù mạnh để xét lại cuộc hôn nhân. Sẽ rất dễ làm cho cuộc sống hôn nhân mất ổn định. 9. Ngoài ra, hóa quyền còn có thể làm thay đổi tốc độ phản ứng, làm tăng độ linh hoạt hay độ không cố định và rút ngắn thời gian. Trường hợp hóa quyền ở cung vũ thê là chủ về mệnh tạo dễ có chuyện tình một đêm, tình qua đường, cơ hội ngoại tình. Hóa quyền cũng chủ về nhiều, nếu cung vũ đức và cung tử nữ có điều điểm triệu đào hoa, thì mệnh tạo sẽ có nhiều tình nhân hoặc có khuynh hướng đa hôn. 10. Cung phu thê là cung vị khí số của cung thiên di. Trường hợp hóa quyền ở cung phu thê, đương nhiên khí số của vận đi xa hoặc ra bên ngoài là rất mạnh, thường có cơ hội đi xa. Cung phu thê là cung vị thiên di của cung quan lộc, là phần lớn chuyện đi xa ra bên ngoài là vì công việc làm ăn. Vận đi xa của mệnh cách này là rất an toàn. 11. Cung phu thê là cung vị biểu hiện của cung phúc đức. Trường hợp hóa quyền nhập cung phu thê, ý hiếu hướng nhàn của mệnh tạo có xu hướng đa dạng và dễ thay đổi. Cung phu thê còn là cung vị biểu hiện EQ. Trường hợp có hóa quyền 5C, mệnh tạo sẽ cảm thấy căng thẳng trong một môi trường làm việc. Nếu lại có hung tinh cùng nhập cung phu thê, thì tâm trạng và EQ của mệnh tạo sẽ không ổn định. Đương nhiên, các sao hóa quyền khác nhau sẽ phát sinh biến hóa và lực tác động khác nhau. Trường hợp hóa quyền ở cung phu thê, vì lực cầu thay đổi của nó rất mạnh mẽ. Nếu sao hóa quyền lại là sao mạnh, tất sẽ ảnh hưởng đến tính ổn định của cung phu thê là cung lục thân. Lúc này cần phải luận phối hợp với cung phúc đức xem có phải vì người phối ngẫu làm cho cuộc đời của mệnh tạo phải chịu áp lực quá lớn hay không. Còn vấn đề hôn nhân xảy ra biến cố thì phải dùng cung tử nữ phụ trợ xem mệnh tạo có tìm tình cảm ở bên ngoài hay không. Do đó có thể thấy muốn luận giải kết quả một sự tình thì phải đi tìm dấu vết từ cái tâm khởi động niệm. Và sự chia sẻ của tôi hôm nay về hóa quyền năng sinh ở cung phu thê xin tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.